Cũng trong ngày 10 tháng 10 năm 2022, Công đoàn Cơ quan Phường cho Phú B tổ chức lễ kết nạp đoàn chiên công đoàn năm 2022. Đến dự có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc, Quỳnh Văn Tâm. Tại buổi lễ kết nạp, các đồng chí đoàn viên công đoàn đã được nghe công bố quyết định kết nạp chính đồng chí vào tổ chức công đoàn và trao quyết định cho các đoàn viên mới kết nạp. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Quỳnh Văn Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc, chúc mừng các đồng chí được kết nạp lần này và mong muốn trên từng cương vị công tác của mình, các công đoàn viên không ngừng phấn đấu nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm để xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, nhằm phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ được giao. Đại diện đoàn viên mới kết nạp, đồng chí Nguyễn Phi Hùng, đoàn viên công đoàn mới phát biểu và xin hứa luôn giữ vững quan điểm lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và điều lệ của công đoàn Việt Nam, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tích cực tham gia đầy đủ các phong trào do cơ quan và công đoàn tổ chức để góp phần đưa hoạt động của công đoàn phường cho Phú B ngày càng phát triển vững mạnh.